Tại huyện Thới Lai, hôm qua Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thới Lai tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thới Lai đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. Tích cực cùng chính quyền địa phương huy động đóng góp tiền của ngày công lao động để nâng cấp các cơ sở thiết yếu phục vụ đời sống, tặng học bổng, xe đạp, bảo hiểm y tế, đồ dùng học tập, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà, sửa chữa, xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, người già, bà con có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Đại hội đã thống nhất danh sách biểu quyết bầu Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 12 thành viên. Ông Lê Thanh Phong được tín nhiệm tái giữ chức trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng nhất trí giới thiệu bầu 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ và 4 đại biểu tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai tặng giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2018-2023.